Nơi này là phòng luyện đan của Ẩn Tiên Tông, vốn dĩ là nơi Ngô Tam Hữu trưởng lão nắm giữ. Bây giờ, Ngô Tam Hữu trưởng lão cũng đã mất tích như nhiều người, ở đây trở nên lạnh lẽo hơn. Thuốc tổ, chất liệu thuốc mà người cần đều ở đây. Ừ, cảm ơn. Thúc tổ, đây là muốn luyện đan gì? Là thuốc độc sao? Ta thấy trên đơn có lam xà hoa, đây là thuốc độc mà. Lam xà hoa sao? Có thể là thuốc độc chứ. Lần trước ta còn dùng nó để luyện viên nhỏ, ăn xong thì cũng không có phản ứng gì. Hả? Ừ, cánh hoa của nó quả thật là có độc tính. Hả? Thế mà sư phụ nói với ta, thứ này rất bổ. Mặc dù có vài lần ăn thì đau bụng, lúc đó còn tưởng thận có vấn đề. Thúc tổ, lam xà hoa này có một bó, có thể độc chết 10 con linh thú. Có phải người nhớ nhầm rồi không? Có phải là lam ngân hoa không? Lam ngân hoa cũng có công hiệu bổ khí dưỡng nhan. Cái gì? Người không lừa ta đó chứ? Mặc dù ta nhập môn không lâu, sư phụ liền mất tích, nhưng đối với phân loại các loại thuốc và công hiệu ta nhớ rất rõ, tuyệt đối sẽ không sai. Người nói có phải mấy vị thuốc này hỗn hợp với nhau xảy ra phản ứng gì, giữa dược tính với nhau tương sinh tương khắc, vật kịch độc sẽ biến thành vật phẩm dưỡng sinh. Đúng là cũng có khả năng, nhưng mà... Luyện trước rồi tính. Từ từ, sau ba nén hương thì gọi ta. Ta chợp mắt một chút. Vâng, thúc tổ. Thúc tổ có đáng tin không? Thúc tổ, thời gian đã đến rồi. Ừ. Ok. Thúc tổ, người rất buồn ngủ sao? Gần đây cảm thấy có hơi buồn ngủ. Có thể là do mỗi ngày gặp khách thôi. Mới ngồi thì đã là nửa ngày rồi. Thúc tổ, người cứ trực tiếp ra tay như vậy sao? Nếu không thì sao? Ta vẫn luôn móc như vậy, không phải, không sao. Tay sắt của ta vô tình, không sợ lửa. Cũng tạm giống như trước đây. Thúc tổ đừng ăn. Mùi vị cũng giống như trước đây, xem ra ta không nhớ nhầm, phối phương rồi. Yên tâm, không có độc. Thật sao? Ngươi làm một miếng đi. Thôi, không cần đâu. Quyền Nhi, ta có thứ này cho ngươi nè. Trưởng môn thúc tổ, chú ý hành lễ. Ta vừa luyện đó, ngươi thử đi. Đây là phân sao? Trưởng môn thúc tổ, thứ này là đan người luyện, người sao mà thối, vậy? Phải. Cái này cũng còn chưa thành hình. Nhưng đây đâu giống với đan dược. Hình dạng này có hơi không nuốt được phải không? Nào nào, tiểu thúc tổ gia công cho ngươi. Đừng làm màu như vậy. Ngươi xem đậu phụ thối, ngửi thì thối, nhưng ăn thì rất thơm. Ta đều luôn ăn mùi vị như vậy, thấy cũng khá được. Nặn nặn. Như này không phải là giống rồi sao? Thật là chưa nghe bao giờ. Còn có thể nặn, luyện đan như vậy. Tiểu tử thối này, xem ra thật sự không đáng tin. Ngọc Thanh chân nhân e là tuổi tác lớn rồi, người cũng hồ đồ rồi.
Người thử đi. Giỏi lắm, Ngô Quyền Nhi. Giấu ta ăn đồ ngon, vụt. Sư huynh. Huynh, đây là thứ gì? Mềm mềm, cảm giác không tồi, mùi vị thì nói sao nhỉ? Có chút giống đậu phụ thối. Nhăm nhăm. Sao hả? Ăn một miếng đậu phụ của đệ còn nhìn ta như vậy sao? Ta, huynh. Ai da? Cái huynh vừa ăn là đan dược do trưởng môn thúc tổ luyện. Mau nôn ra cho ta, còn không biết có độc hay không. Đan dược sao có thể ăn bừa, xảy ra chuyện thì phải làm sao? Sư đệ, đệ làm cái gì thế? Không phải chỉ là ăn đan dược của đệ thôi sao? Còn bóp cổ, suýt nữa khiến ta nghẹn chết rồi. Tiểu thất có cảm giác sảng khoái không? Hai người là muốn ta tức chết sao? Nói thế nào nhỉ? Bửng. Ai da, đau bụng. Bảo huynh đừng ăn, cái tật tham ăn này của huynh sớm muộn gì cũng sẽ hại chết huynh. Đi, ta giúp huynh ép ra ngoài. Đau chết rồi, sư đệ, ta muốn đi ỉa, không kịp rồi. Phòng luyện đan. Á. Quyền Nhi đừng căng thẳng, thứ ta cho tiểu thất ăn là đồ bổ. Hắn đau bụng, đoán chắc là ăn cái gì khác không tốt rồi. Bụng. Phụt. Quyền Nhi, ta có một vài chỗ không hiểu về đại hội thiên càn, ngươi nói lại cho ta đi. Trưởng môn thúc tổ, ngươi có thể để tâm là tốt lắm rồi. Là phía nhà vệ sinh. Dầm. Sư huynh, huynh không sao chứ? Tiểu thất, ngươi vẫn ổn chứ? Sư huynh không sao chứ? Nhà vệ sinh bị làm sao vậy? Ra được thì qua đã. Trưởng môn thuốc tổ, đan dược này của ngươi rất lợi hại. Ta bây giờ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều được thăng hoa rồi. Khí huyết trong cơ thể đang sôi sục. Ta ngộ ra rồi. Nếu đệ tử của tông môn dùng nó, còn không phải là từ địa sát trực tiếp thăng hoa tới thiên sát hay sao? Vậy vậy sao? Ta ngược lại không có loại cảm giác như này. Thật sự lợi hại như vậy sao? Tông môn có hy vọng phục hưng, Uẩn Tiên Tông chúng ta được cứu rồi. Trưởng môn thúc tổ, còn đan không? Nếu ngươi còn muốn, ta lại luyện thêm. Càng nhiều càng tốt, phân phát cho đệ tử trong tông. Từ từ chuẩn bị thêm mấy chục phần dược liệu. Ngày hôm sau. Chuyện gì vậy? Ngươi nghe nói gì chưa? Chưa. Hôm qua nhà vệ sinh hỏng rồi, lẽ nào là liên quan tới chuyện này sao? Hình như trưởng môn muốn cho chúng ta quà. Không thể nào. Đây là đan dược do chính thân trưởng môn luyện cho các vị, mỗi người dùng một viên. Thật sự không có vấn đề gì chứ, trong này có thành phần của thuốc độc. Bỏ đi. Đại sư huynh hôm qua dùng xong cũng không chết, đoán chắc vẫn có chút tác dụng. Từ từ, đến nhà vệ sinh trước đi. Hả? Tại sao? Đi mau, đây là mệnh lệnh của nhị sư huynh. Đừng hỏi nhiều, gật đầu, dạ được, từ từ đi ngay đây. Đây là đan dược gì? Hy vọng có thể kịp tiểu sư muội
sư huynh chỉ có thể giúp muội tới đây thôi. Đan trưởng môn luyện, trưởng môn nhìn trẻ tuổi vậy mà biết luyện đan sao? Dùng rồi thì không sao chứ? Ai da, đau bụng. Để ta trước. Ta, tránh ra, tránh hết ra đi, sắp phọt ra rồi. Phịt, mau lên, nhịn hết nổi rồi. Mau ra ngoài. Phụt. Uẩn Tiên Tông của ta, thối quá. Lúc này là năm lệnh nguyên thứ 15. Lịch sử gọi là thập ngũ thảm án. Chỉ có điều là không có ai biết mà thôi.